chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Vụ án kinh hoàng sau tiếng rên rỉ trong nghĩa địa. Theo tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 19 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang tạm giam Đặng Minh Khánh, 19 tuổi, Nguyễn Kim Tài, 22 tuổi, cùng quê ở Đồng Tháp, và Huỳnh Cường, 18 tuổi, quê ở Phú Yên, để điều tra về hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, đồng thời truy bắt thêm một nghi can nữ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo đó, sáng ngày 30 tháng 10 năm 2014, một người đàn ông chở một cô gái mặt đầy thương tích đến Công an phường Tân Đông Hiệp ở Dĩ An, Bình Dương, cho biết 2 giờ cùng ngày đang ngủ trong nhà thì giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu cứu yếu ớt của một người phụ nữ vọng vào. Tiếng rên giữa đêm khuya từ khu nghĩa địa hoang vắng phát ra khiến ông rùng rợn, nhưng sợ có người gặp nạn cần cứu giúp nên ông đã can đảm mở cửa bước ra ngoài. Trước cửa là một người phụ nữ, người đầy thương tích, không mảnh vải che thân, hoảng loạn không nói thành tiếng, dùng tay ra dấu xin quần áo để mặc. Rất lâu sau, cô mới hoàn hồn, kể tên là Nguyễn Thị Vui, đã bị một nhóm thanh niên mới quen sát hại sau khi cướp và hiếp dâm. May mắn thoát chết, kiệt sức và sợ thủ phạm có thể quay lại truy sát, nạn nhân xin tá túc qua đêm để sáng hôm sau lên công an trình báo sự việc. Nạn nhân tiếp lời cho hay nhiều năm trước kết hôn với một thanh niên cùng quê ở Sóc Trăng. Sau khi sinh con, vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, phải ra tòa ly dị. Một thời gian sau, Vui rời quê lên Bình Dương kiếm việc, quen biết với một thanh niên phụ hồ tên Sung, sống cùng nhau như vợ chồng. Từ đó, cô quen biết Tài, Cường và Khánh là bạn thân, cũng là đồng nghiệp của chồng hờ, xem họ như bạn của mình, những lúc rảnh rỗi lại gọi điện tám chuyện. Thời gian gần đây, Vui và bạn trai phát sinh nhiều mâu thuẫn. Chán nản, bế tắc, cô gọi điện tâm sự với Tài và Khánh, giải tỏa nỗi lòng. Cũng là nhờ họ khuyên bảo chồng quay về. Ngày 29 tháng 10, Sung khóa cửa phòng đi chơi, khiến cô không thể vào phòng. Điện thoại không nhấc máy. Nghĩ chỉ có Tài, Khánh và Cường mới có thể tìm được chồng. Vui vội qua phòng những người này nhờ vả. Tuy nhiên, thay vì cùng cô về khuyên giải Sung, chúng lại khuyên cô nên chia tay chồng hờ, rồi cả nhóm cùng đi bộ về lại phòng trọ của cô. Về đến phòng, thấy chồng hờ đang vui vẻ nói chuyện với cô gái phòng đối diện. Vui nghĩ cách trả đũa, không thèm nói với Sung lời nào. Cô lấy chìa khóa, mở cửa mời Khánh, Tài và Cường vào trong, sau đó đi mua đồ ăn lai rai. Vẫn chưa hết buồn, khoảng 20 giờ 30 phút, Vui tiếp tục rủ ba người này đi nhậu. Vì tin tưởng bạn bè nên khi cả nhóm bàn ra khu nghĩa địa Triều Châu nhậu cho yên tĩnh lại khỏi tốn kém, Vui không chút nghi ngờ. Cuộc vui kéo dài đến gần nửa đêm. Vui đòi về liền bị cả nhóm giữ lại, dùng dây cột chặt hai tay, lôi vào sâu trong nghĩa địa hãm hiếp, rồi lột sạch tài sản và tìm cách giết để bịt đầu mối. Tài cầm cục đá tấn công cho đến khi Vui không còn rên rỉ, tưởng rằng nạn nhân đã chết nên các đối tượng bỏ đi. Nạn nhân may mắn thoát chết, tỉnh dậy vào khoảng 1 giờ 30 phút, bò vào nhà dân gần đó kêu cứu. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!